sáng ngày 11 tháng 6 tại hội trường công sở thị trấn Ngọc Lặc, Ủy ban Nhân dân, Ban chỉ đạo chuyển đổi số thị trấn phối hợp với Trung tâm VNPT Ngọc Lặc Lang Chánh, chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Ngọc Lặc tổ chức hội nghị tập huấn triển khai thực hiện mô hình 3.0 và các mô hình chuyển đổi số năm 2024 trên địa bàn thị trấn. Tham dự hội nghị có các đồng chí trong Ban thường vụ Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị trấn Ngọc Lặc, trưởng phó các đoàn thể, thành viên Ban chỉ đạo chuyển đổi số thị trấn, công nghệ số cộng đồng các thôn, khu phố, bí thư chi bộ, các hộ kinh doanh. Phát biểu triển khai tại hội nghị, đồng chí Phạm Văn Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, Phó trưởng Ban chỉ đạo chuyển đổi số thị trấn đã nêu rõ mục đích yêu cầu của mô hình 3.0 và các mô hình chuyển đổi số năm 2024. Đồng chí đề nghị các thành viên tham dự hội nghị phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung lắng nghe, tiếp thu tốt những nội dung do giảng viên truyền đạt, từ đó tổ chức thực hiện có hiệu quả trên địa bàn thị trấn. Trong khuôn khổ chương trình hội nghị, các đại biểu đã được Trung tâm VNPT Ngọc Lặc Lang Chánh, chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Ngọc Lặc giới thiệu hướng dẫn triển khai thực hiện mô hình 3.0 với mô hình chuyển đổi số, triển khai chữ ký số, áp thanh hóa, thanh toán không dùng tiền mặt ví điện tử VNPT Money, giới thiệu chính sách và giải pháp hỗ trợ tạo lập tài khoản thanh toán không dùng tiền mặt cho người dân, tạo mã QR code thanh toán không dùng tiền mặt tại các chợ, cửa hàng, điểm thanh toán tiền điện, tiền nước, qua đó nhận thức đúng và đầy đủ hơn về mô hình 3.0 trong chuyển đổi số và các mô hình chuyển đổi số năm 2024. Nâng cao kỹ năng đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ triển khai thực hiện hướng dẫn, thúc đẩy người dân và doanh nghiệp tham gia vào quá trình chuyển đổi số của địa phương, hiểu được các việc phải làm khi thực hiện chuyển đổi số, từ đó triển khai có hiệu quả nghị quyết, kế hoạch chuyển đổi số của tỉnh, của huyện và của địa phương, góp phần thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn thị trấn Ngọc Lặc.